Nam Đàn, mảnh đất Trùng Lai danh thắng địa, nằm trọn giữa hai dãy núi Điệp Trùng, hùng vĩ là dãy Đại Huệ và Thiên Nhẫn, ở giữa có dòng sông Lam thơ mộng chảy qua. Mảnh đất và con người Nam Đàn có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời với truyền thống anh hùng cách mạng, truyền thống hiếu học và khoa bảng. Từ mảnh đất này đã xuất hiện nhiều danh nhân văn hóa, anh hùng hào kiệt, những nhà yêu nước và cách mạng nổi tiếng như vua Mai Hắc Đế, cụ Phan Bội Châu, chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Ngay trong hội nghị thành lập đảng, công tác vận động thanh niên đã được Nguyễn Ái Quốc và các đại biểu quan tâm đưa ra thảo luận và khẳng định ngay trong điều lệ vắn tắt của đảng. Ngày 25 tháng 4 năm 1930, tại làng Kim Liên, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, tức Chất Bảy, công nhân nhà máy Trường Thi, phái viên của xứ ủy Trung Kỳ, chủ trì hội nghị thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở huyện Nam Đàn. Ngay trong hội nghị thành lập huyện Đảng bộ, các đại biểu đều nhất trí cử một ủy viên ban chấp hành trực tiếp phụ trách lãnh đạo công tác thanh niên. Sau khi huyện ủy Lâm Thời được thành lập, hòa nhịp với phong trào chung của nhân dân Nghệ Tĩnh, tuổi trẻ Nam Đàn đã hăng hái tham gia vào các tổ chức sinh hội đỏ, nông hội đỏ, hưởng ứng các phong trào do huyện ủy phát động như cắm cờ búa liềm trên đỉnh núi Chung, rải truyền đơn, biểu tình đòi yêu sách, kêu gọi và cùng với nhân dân đấu tranh cách mạng. Cùng với tổ chức thanh niên cộng sản đoàn, đội đồng tử quân cũng đặc biệt được chú trọng xây dựng. Tại đình Trung Cần, xã Nam Trung đã ra đời tổ chức thiếu nhi lấy tên là đội đồng tử quân. Đây cũng là tiền thân của đội thiếu niên tỉnh Nghệ An sau này. Tháng 7 năm 1936, Hội nghị Trung ương Đảng đã định ra đường lối chuyển hướng nhiệm vụ từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh công khai hợp pháp và nửa hợp pháp. Tuổi trẻ huyện nhà đã hăng hái xung phong tham gia vào các phường hội của thanh niên như hội tương tế, hội ái hữu, hội truyền bá quốc ngữ, hội đọc sách và tham gia vào các phong trào đấu tranh do Đảng bộ huyện phát động. Nhiều đoàn viên thanh niên trưởng thành trong cao trào cách mạng huyện nhà được tỉnh ủy, xứ ủy điều động tăng cường cho các tổ chức trong huyện, trong tỉnh. Tháng 4 năm 1946, Đại hội Thanh niên Cứu quốc huyện Nam Đàn lần thứ nhất được tổ chức. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục tăng cường giáo dục lòng yêu nước, động viên thanh niên hăng hái tham gia thực hiện các nhiệm vụ diệt giặc đói, giặc dốt và phát triển sản xuất, chống giặc ngoại xâm. Đại hội đã bầu đồng chí Văn Bá Kiếm làm bí thư. Từ đó đến nay, Đoàn Thanh niên huyện Nam Đàn đã trải qua 26 kỳ đại hội với 20 đồng chí giữ chức vụ bí thư huyện đoàn. Trong suốt chặng đường dựng nước và giữ nước, nhân dân Nam Đàn nói chung, tuổi trẻ Nam Đàn nói riêng đã hòa mình vào nhịp đập của non sông đất nước. Từ các phong trào như phong trào chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, tòng quân giết giặc lập công, ba sẵn sàng, đến các phong trào, các chương trình hành động cách mạng qua các thời kỳ của đoàn, các cuộc vận động, tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, v.v. Chính từ phong trào của đoàn đã tạo nên môi trường hết sức bổ ích để tuổi trẻ huyện nhà rèn luyện, thể hiện sức sáng tạo, tinh thần tình nguyện và có cơ hội để phấn đấu trưởng thành. Tự hào về giá trị truyền thống 90 năm cống hiến và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với tinh thần không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên, cán bộ và đoàn viên thanh niên huyện Nam Đàn nguyện sẽ tiếp thu trọn vẹn khí phách hào hùng của cha anh đi trước, nhất định sẽ đem hết sức trẻ, trí tuệ, khả năng và lòng nhiệt tình để góp phần cùng toàn đảng bộ và nhân dân huyện nhà xây dựng huyện Nam Đàn, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nếu sao được làm cán bộ đoàn cho ta.
đời chúng.